Xin chào các bạn, đây là ruộng lúa của mình nhé. Ruộng lúa này của mình là được chưa đầy một tháng đâu các bạn ạ, mới được 24-25 ngày thôi. Thì đến hôm nay là mình mang phân ra để mình quãi cho nó, để cho nó đẻ nhánh. Đấy. Chứ còn mình không quãi sớm, nếu như mình quãi sớm quá, cái lúa của mình nó non quá thì là khi mình các cái con sâu nó hay bị bệnh sâu cuốn lá này, hay bị bệnh khô vằn này. Nên là các bạn hãy để cho cái ruộng lúa nó cứng cây như thế này. Thì bây giờ các bạn hãy bón thêm phân vào để cho nó đẻ nhánh thêm và bắt đầu cho nó vươn cây nha các bạn nhé. Và khi bây giờ á là các bạn hãy bón cho mình cái loại phân hóa học, là cái loại đây mình mua cái loại này. Cái loại này là loại cao đạm phân bón NPK của Lâm Thao, nhưng mà cái hạng loại này là loại cao đạm nhé. 12 5 10 cộng 14S. Cái này là cái loại là loại cao đạm, thì các bạn hãy bón thúc cho cây. Đấy, nếu như mà các bạn bón vào cái thời điểm này mà các bạn bón cái loại mà bón lót thì không được. Thì các bạn hãy nên chọn cái loại phân cao đạm để bón thúc cho cây, cho cây nó lên. Đấy, và các bạn hãy bón cho mình mỗi một xào chỉ tương đương khoảng một yến, là 10kg thôi nhé các bạn nhé. Các bạn đừng bón nhiều. Xong khoảng độ một tháng sau thì các bạn hãy bón cho mình. Đấy, bây giờ lúa của mình mới được khoảng 25 ngày thì các bạn bón một lần, và sau khoảng một tháng sau các bạn lại bón cho mình một lần. Nếu như lúc bấy giờ mà cái cây lúa của mình mà nó tốt rồi á, tốt rồi, đủ chiều cao rồi á, thì các bạn chỉ bón nguyên kali thôi. Chứ còn nếu cây lúa của mình lúc bấy giờ mà nó chưa đủ chiều cao, mình cảm thấy nó cằn cỗi quá, thì các bạn lại bón cái phân hóa học mà dành cho bón đón đồng. Thì trong đó nó cũng có cả lượng đạm nữa, thì lượng đạm và lượng kali nó nhiều, thì lúc bây giờ chúng ta bón đón đồng. Chứ còn lần này thì chúng ta hãy bón cái loại coi như là cao đạm. Đấy, cao đạm để cho nó đẻ nhánh và nó vươn cây. Thế nhưng mà nó lại không phải là bón đạm để cho nó mềm cây nha các bạn nhé. Cái cách chăm bón lúa này nó cũng rất là quan trọng, chứ không phải các bạn vớ được cái loại phân nào các bạn cũng có thể quãi, cũng thể bón được, mà nó cũng là do chân đất nữa. Cái đất này của mình nó là đất pha cát, ruộng của mình đây nó là ruộng cạn các bạn ạ, ruộng cạn. Đấy, ruộng cấy một mùa. Đấy, nên là nó không phải là cái loại đất bùn lá hay là đất mì gà. Thế nên là khi chúng ta chọn lựa phân bón cũng như phải theo dõi cái loại đất, từng loại đất. Và khi các bạn bón phân á, thì các bạn hãy cầm cái nắm phân và các bạn hãy quãi ngửa tay nhé. Quãi ngửa tay. Đấy, quãi ngửa tay, cả quãi càng xa thì cái phân của chúng ta nó càng đều. Chứ nếu như các bạn mà quãi gần đấy, thì là nó không đều. Cái chỗ nào mà nó xấu hơn thì các bạn hãy bón nặng tay hơn. Còn chỗ nào mà nó tốt hơn thì các bạn bón nhẹ tay hơn, nghĩa là bón thưa hơn và bón dày hơn một chút cho mình. Nếu như mà bây giờ mà có cái cỏ của nó khi mình gieo, cái ruộng này của mình nó là lúa gieo, khi mình gieo là mình đã gieo phun cỏ hạt rồi. Nhưng đến bây giờ nếu như có nhiều cỏ mà các bạn không có thời gian đi nhổ, dùng tay nhổ, thì các bạn hãy phun một lượt thuốc cỏ già cho lúa cấy cho mình nhé. Thì bây giờ nó có nhiều loại cỏ lắm các bạn ạ, nhiều loại thuốc trừ cỏ. Cái ruộng này của mình là ruộng đất mình trồng màu, thế nên là nó có từng luống, từng rãnh này. Những cái luống rãnh thì là nó sẽ lúa sẽ xanh hơn, tốt hơn, và mình sẽ quãi lượng phân nó thưa hơn. Còn cái chỗ nào mà trên mặt luống thì là mình sẽ quãi nó đậm hơn, nặng tay hơn, dày phân hơn, để cho nó tốt bằng nhau các bạn ạ. Đấy. Và khi các bạn quãi phân thì các bạn hãy nên chọn buổi chiều.
Đấy, khi lá lúa nó khô là một, thứ hai nữa là khi phân của chúng nó ta tan ra đấy thì là nó sẽ không bị bốc hơi lên theo nắng và nó sẽ ngấm luôn xuống dưới ruộng. Và khi các bạn bón phân thì cũng đừng để cho cái chân ruộng của chúng ta nó cạn quá hay hoặc là nó đầy nước quá. Các bạn hãy để xăm sắp nước như thế này cho mình, khoảng độ một phân nước đấy, một phân hoặc nửa phân, nghĩa là đủ độ ẩm nhưng không quá khô, mà cũng đừng nên để nước quá nhiều đấy. Chúng ta hãy bón phân vào cái thời điểm, cái thời gian, thời tiết nó như thế, và các bạn hãy lưu ý cho mình nhé. Đấy, và trên đây mình đã chia sẻ với các bạn đấy, cách bón phân lúa, bón thúc đợt 1 làm sao cho hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn thành công trong cách chăm bón cây lúa, cũng như chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, đồng hành với mình trong thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn các bạn, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo.